ăn khuya của người Thái Lan, khách du lịch các nước đặc biệt ở Đông Nam Á đến đây rất là nhiều, đặc biệt là người Việt Nam họ hay lui tới đây ăn. Những người phục vụ là từ Việt Nam ra qua làm việc rất là nhiều. Anh này đang nói tiếng Thái nhưng mà anh này là người Hà Tĩnh. Anh này qua là đây là một tiệm massage người Thái Lan, có truyền thống massage, một nghề massage rất là lâu năm. Kỹ thuật của massage của họ thì người Sài Gòn phải ra mà học để về mà phục vụ. Khẩu vị quá, người Việt đấy. Cái đồ này ngon này, sống mấy bạn đấy. Rau này. Hai gì sao? Đây là mình làm cái tôm trăm cá này, cái này cánh cá. Em hút. Nhưng mà có hộp với ngon mà nào, có màu. Em hút cái khác nè. Anh lấy làm mà hai tô canh mà tổng ngon chứ tổng ngon như vậy bằng. Đầu, cái đấy canh chuyển rồi. Đúng không? Đừng đừng coi cái đó có mà. Mở đi dạo vòng mua cái gì vô đây.